À, bữa nay là cũng như là sinh nhật của một người anh, đó là cũng như là anh Phúc. Tướng Bin cũng như anh Phúc là ước như thế này nè, tất cả anh em chúng ta là phải thương yêu lẫn nhau, dù trong hoàn cảnh nào, có ghét, có hờn, có giận như thế nào, chúng ta phải để trong lòng. Nghệ sĩ chân yếu tay mềm, chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau và phải thương yêu lẫn nhau. Khoan, phải giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới là nghệ sĩ. Vì tôi thật, tức biên đó là mình vui hôm nay, không biết trong người giận hay là người vui như thế nào, không biết, chúng ta sẽ bỏ qua hết. Ra ngoài đời hay là đi hát trên sân khấu như thế nào, không cần biết. Chúng ta phải thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau mới là nghệ sĩ. Chúng ta hãy bỏ những cái, bỏ tất cả. Vì các bạn ơi, một người nghệ sĩ rất là chân yếu tay mềm, cũng như là đời sống nó rất vô thường lắm. Chúng ta thương yêu với nhau và hãy giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới làm nghệ sĩ. Chúng ta là một gia đình. Chưa. À, khoan, này mới vui nè. Cười lên cho vui, cười hé hàm răng, dù cho có lố ta vẫn cười cho vui. Bây giờ là hát, không có hát bếp mà hát ok anh ở quốc đi. Anh ơi, tông gì vậy anh? Anh cho em tông gì vậy? Tông đơn hả? Quốc luôn. Tông gì cũng được hết chị Lan ơi. Bây giờ là em hết tông rồi. Cuộc sống đâu khuê kiếm tiền, anh còn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc anh còn ai hết, hãy ở yên em xa đi nhau. Người vô cớ để là lỡ nhân hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn nào? Phải sống sao? Hey! Anh chỉ đến bên em luôn buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em luôn say, vì hết say anh đâu. Còn anh là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh nhớ giờ anh muốn em phải sống sao?
dù không xa cách đôi mình cũng yêu nhau mãi. Em vì tình yêu anh sẽ chờ em ra vòng tay và thứ ta cho anh ngày ấy. Nơi đây mình thấy tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm không mưa trong đầu cũng không có tiếng mưa ta chưa thương. Đẹp trai đẹp gái lòng đi em về với quê hương, một câu lao xanh một dòng sông san, một vườn cây xanh hoa trái tươi mới. Từ nay qua sông dòng hò lên lên, bao lòng đi em đi mãi chân nhiều đường xưa, cứ đang cơn mưa. Hình em
tình yêu cao như sóng lớn, tim ta là sóng nào quên khơi. Ngào nay ôi nay ôm trời, chia cách đường xa cánh muôn ngờ. Đóng phim sắp tới, phim hai người. Phim hai người. Phim hai người được không? Phim 3D. Phim 3D. Đừng có bắt bẻ nha. Vậy là Kim Thanh Vũ rồi mà. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều và cũng xin cảm ơn nhà hàng Vọng Cá, âm thanh ánh sáng phụ trợ cho Phúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn camera Quỳnh Dũng giống như bà chị của tôi và chị Tuyết đã hỗ trợ cho Phúc có một cái đêm sinh nhật hoành tráng lệ. Thật sự là ấm áp tình gia đình thương. Quá mừng, quá vui, quá xúc động.